Hôm nay em Trâm gửi tới các bác là một mẫu xe 7 chỗ. Form dáng của xe rất là đẹp, đời cao và giá tiền thì rất hợp lý luôn. Xe có một cái giường đằng sau rất là to. Thực ra đấy em nói là giường thôi, chứ còn thì nó là hai hàng ghế các bác nhá. Đây hàng ghế này, hàng ghế này mình gập lại thì tạo thành một cái giường rất là to này, với nội thất màu kem nhìn rất là sáng. Nội thất bên trong của xe đây ạ. Đấy, sơ qua phần nội thất là như vậy nhá. Chiếc xe mang tên là Chevrolet Captiva, được sản xuất năm 2009, bản số sàn máy xăng 2.4. Đấy, một mẫu xe gia đình. Đấy, chở được rất là nhiều người. Các bác mình quan tâm đến dòng xe Captiva này thì hiện tại cửa hàng bên em có rất là nhiều nhá, gần chục chiếc. Thì khách đến cũng chốt mấy chiếc rồi. Đấy, vẫn còn mấy chiếc nữa các bác nhá. Thì em sẽ lần lượt quay và đăng lên cho các bác ngắm về những cái chiếc xe, về những chiếc xe mà hiện tại đang có cửa hàng bên em. Đấy, bên em cứ vệ sinh xong chiếc nào, đấy, cứ dọn dẹp mà sạch sẽ xong chiếc nào thì lên sóng cho các bác xem chiếc đó các bác nhá, để các bác tham khảo và lựa chọn. Mẫu này của em đang bán với giá là hơn 200 triệu các bác nhá. Đấy, hơn 200 triệu thôi. Xe với một bộ lốp rất là dày. Chiếc xe này được rất là nhiều ưu điểm này. Đấy, được một dàn lốp dày các bác nhá. Đấy, dàn lốp của xe tương đối là mới. Như vậy nó cũng tiết kiệm được cho các bác khá là nhiều tiền rồi, đúng không ạ? Bàn đủ có ghế điện nhá và điều hòa auto tự động. Xe được trang bị hai túi khí an toàn, một túi bên kia và một túi bên đây. Có màn hình, có camera lùi. Đấy, chỉnh gương rồi chỉnh kính hoàn toàn bằng điện. Đấy, phần nội thất sơ qua một chút để các bác, để cho các bác ngắm đây. Mặt ghế sau của xe thì hoàn toàn vẫn là nỉ và còn rất là trong. Vừa rồi các bác có thể nhìn thấy rồi, đúng không ạ? Và một cặp đèn pha của xe rất là trong này. Đấy, rất là trong luôn. Với lớp sơn rất là bóng mượt. Có gương sinh nhan gương các bác nhá. Và kính của xe thì cũng đã được bọc dán rồi. Chủ xe lên cũng tương đối là nhiều đồ rồi. Trên mẫu này các bác mình mua về mình chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Không phải làm gì, không phải đầu tư gì đối với cái mẫu xe này các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ đi vào chi tiết đối với cái mẫu xe Captiva này mà hiện tại đang có cửa hàng bên em. Đấy. Các bác quan tâm mình alo trực tiếp cho bên em theo hai số 093 8586 307 và 0389 000 555, hai số chính bên em các bác nhá. Số sàn thì em có một chiếc màu đen nữa, chính là chiếc kia kìa. Chiếc màu đen nữa nhá. Và màu bạc thì đang có hai chiếc màu bạc nữa. Màu bạc số tự động cũng có và số sàn cũng có. Số tự động thì em có một con bạc này này. Con này chưa đăng nhá. Con này chưa vệ sinh nội thất này. Khi vệ sinh nội thất xong thì em sẽ đăng lên cho các bác em mình xem. Cửa hàng em mới tậu được một cành đào dưới Tân Hưng, Gia Lộc. Gần chục triệu đấy ạ. Và cho nó đẹp cái bãi lên, đúng không ạ? Mời các bác qua cửa hàng bên em có địa chỉ ở tại số nhà là 166 Hồng Châu. Các bác cứ đến số 166 Hồng Châu, em ở đối diện nhá. Em ở đối diện. Mời các bác qua cửa hàng bên em thì đợt này bên em cũng sẽ giảm giá và cũng sẽ ưu đãi cho các bác nhà mình rất là nhiều các bác nhá. Các bác qua xem đi. Để các bác nhà mình trước mắt là giá hợp lý này. Và tất nhiên thì xe thì bên em bán thì các bác biết rồi. Toàn những mẫu xe mà đảm bảo chất lượng thôi. Các bác mình hoàn toàn yên tâm. Xe không lỗi, không đâm va, không ngập nước, không thủy kích. Giấy tờ chuẩn chỉ đăng kiểm của chiếc xe này thì đến tận tháng 1 năm 2021 các bác nhá. Rất là dài. Đấy. Đấy. Đây là một số những cái mà em muốn chia sẻ với các bác. Các bác cứ đến xem đi, sờ xe đi. Thì trong đợt cuối năm này, trong đợt Covid này đấy, thì bên em sẽ ưu đãi cho các bác mình với giá rất là ưu đãi, rất là hợp lý các bác nhá. Đấy, mẫu xe máy xăng thì mức tiêu thụ nhiên liệu của nó sẽ tầm khoảng trên dưới 10 lít. Tầm khoảng trên dưới 10 lít trên 100 km đối với cái mẫu xe này nhá các bác nhá. Ở bên em rất là nhiều dòng Captiva. Còn bây giờ thì em sẽ quay gần này, quay sát để các bác xem này. Đấy, với phần cặp đèn pha của xe là rất là trong. Đấy, với lớp sơn của xe thì rất là bóng, đúng không ạ? Rất là bóng đẹp. Nhìn chiếc xe như là những mẫu xe đời cao 2010 mấy luôn, đúng không ạ? Đấy, các bác mua mẫu này về sử dụng gia đình rất là hợp lý. Nhất là form dáng đẹp. Đấy. Và đặc biệt là đời cao. Đấy, giá thành thì các bác thấy chỉ có hơn 200 triệu. Để nói hơn 200 triệu thì
với mức giá đó cũng rất là phù hợp cho một mẫu xe 7 chỗ đúng không ạ? Sơn xi bóng mượt sạch sẽ, cặp đèn pha còn rất là trong. Đây các bác thấy này, nó có cái logo này, logo rất là đẹp này, rất là mới này. Đặc biệt chiếc xe thì mang biển số Hà Nội nhá. Biển số Hà Nội thì luôn luôn sẽ có giá hơn so với một số những cái mẫu xe mà biển tỉnh đúng không ạ? Đấy, vì các bác đôi khi mình rất thích biển Hà Nội để rất thích biển Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội để mình không phải sang tên đúng không ạ? Thông tin của xe thì em cũng đã được đặt lên trên phần tắp lô rồi nhá. Và đây là phần sườn bên phụ của mẫu xe Captiva này ạ. Mời các bác chú ý đón xem. Đấy, xinh nhan trên gương này, còn rất là trong đúng không ạ? Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe trước thiết kế một cái viền nốc bọc xung quanh phần kính đúng không ạ? Phần kính lên xuống thì chủ xe trước cũng được bọc dán 3M rồi. Có giá lóc này. Sơn xi tổng thể xe là không bị xước sát chỗ nào có nhá. Những cái tay cầm của xe thì cũng đã được ốp lốp, các bác thấy rồi. Da răng thì cũng được sơn đen và lốp đây. Cái mẫu này em thấy sơn da răng màu đen cũng rất là phù hợp đây. Để nhìn chiếc xe nó sẽ khỏe khoắn hơn đúng không ạ? Nếu các bác mình muốn cho nó văn hoa hơn, nhìn nó thẩm mỹ hơn một chút thì về có thể mình dán một số đề can ở xung quanh xe để tăng độ thẩm mỹ đúng không ạ? Còn đây là phía sau của xe nhá. Xe trang bị là hai bô, hai ống xả. Đây, camera lùi đây ạ. Đây chính là camera lùi của xe nhá. Có gạt mưa phía sau này. Dòng này có khi mà mình mở cốp ra thì nó sẽ rất là rộng nhá. Và nếu các bác nhìn từ phía sau thì mẫu xe này nhìn một cái phần từ form dáng lên, từ dưới lên đấy ạ. Nhìn chiếc xe nó rất là khỏe đúng không ạ? Nhiều người không biết thì tưởng đây là mẫu xe nhiều tiền, là mẫu xe đắt tiền, nhưng thực ra thì chỉ có hơn 200 triệu thôi. Cái ghế này mình có thể nâng lên được nhá. Đây em nâng cho các bác xem này. Có thể nâng lên được. Mình có thể nâng lên hạ xuống là tùy ý nhá. Đây, vị trí này là cốp đồ này. Đấy, lý đằng sau rất là trong. Đây có thể thì rất là trong luôn đúng không ạ? Đấy, nhưng mà tí nữa em sẽ quay phần nội thất sau. Bây giờ em đang quay phần bên ngoài trước thì em cứ quay cho nó hết để đã nhá. Quay cho nó xong phần bên ngoài thì đã phải không ạ? Đây nhìn những cái vị trí đây, nhìn rất là sáng xe đúng không ạ? Với lớp sơn bóng mượt sạch sẽ. Cao chỉ của xe thì vẫn còn có nhá. Đây. Khung gầm là không bị han mọt, tiếp sẽ quay phần gầm để gửi tới các bác xem luôn lập tức. Đấy, ngay lập tức. Rồi bây giờ thì đến là phần nội thất bên trong. Đây em đang mở cánh cửa ra để quay cho các bác thì mình xem đây. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh nhá. Nếu bác nào mà chưa ấn đăng ký kênh thì các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi và đặc biệt không quên nhấn vào nút nút chuông bên cạnh để mỗi khi một video là bên em đăng lên thì các bác sẽ nhận được ngay trên màn hình điện thoại, nó sẽ báo trên màn hình điện thoại của các bác luôn nhá, các bác tiện theo dõi. Bây giờ thì em sẽ quay từng chi tiết một khu vực nội thất bên trong của mẫu xe Captiva này để các bác cùng đón xem này. Doang cỡ xe thì có thế này, không bị rách gì đúng không ạ? Em sẽ quay từng phần một của chiếc xe này để các bác nhà mình xem kỹ nhá. Nếu mình xem ưng rồi thì có thể là nhấc máy lên và alo để được bàn về giá và bàn về vấn đề vận chuyển các bác nhá. Bên em thì đặc biệt có cái chương trình hỗ trợ là ship xe, chuyển xe tới tận nhà. Đấy, các bác chỉ cần là ok, chỉ cần là thích thôi thì bên em có thể đánh xe tới tận nhà, đánh xe tới tận nhà cho các bác xem luôn. Vì trong cái đợt này thì các bác biết là mình cũng ngại đúng không ạ, mình cũng ngại đi xa, ngại đi sang các tỉnh khác
vì bây giờ đang trong mùa dịch Covid. Bên em sẽ hỗ trợ như vậy nhá. Đây trần này, các bác xem này. Trần thì rất là sáng và rất là trong. Đấy, trần thì rất là sáng, rất là trong nhá. Một bộ ghế da rất là xịn sò và còn rất là mới này. Đấy, còn rất là mới này. Đấy, màn hình cam nuôi, hệ thống điều hòa ô tô của chiếc xe nằm ở vị trí này. Và chiếc này thì các bác thấy này, có thiết kế cái hệ thống chống trơn chống trượt. Đấy, phanh tay này, rồi cần số này. Cần số của xe đã được ốp cái phần bọc bên ngoài rồi. Còn đây là cốp đồ đây. Cốp đồ hai chế độ nhá. Chìa khóa của xe thì vẫn là chìa khóa zin. Đấy, vẫn là chìa khóa nguyên zin theo xe. Sàn thì cũng đã được bọc da rồi. Sàn bọc da rồi các bác nhá. Tiếp tục thì là một cái cánh nữa. Những cái vị trí dòng xe Captiva như vị trí này này đều được thiết kế bằng chất liệu da. Chất liệu da cao cấp các bác nhá. Loa được thiết kế là 4 cánh. Đấy, phần mép một gioăng cánh cửa đây. Mình cần thêm thông tin hoặc là xem thêm hình ảnh về chiếc xe này hoặc là một trong những chiếc xe khác mà hiện tại đang có trong bãi thì các bác mình vào kết nối Zalo nhé, để được xem thêm, để được tư vấn thêm. Đây, bộ ghế da của xe còn rất là mới này. Đấy, chất liệu da là một loại da cao cấp các bác nhá, da cao cấp đẹp. Đấy, sàn đây này. Tiện đây thì em có thể là quay phần dưới gầm để gửi tới các bác nhà mình xem ngay, xem ngay và luôn. Đấy, gầm sàn đẹp nhá, không có cái dấu hiệu gì kém ở dưới gầm cả đúng không ạ? Phần này thì em quay rồi, giờ em quay lại cho bác xem này. Khi mình có thể là gập lại ghế để tạo thành một cái cốp đồ rộng hơn. Hai hàng này mình đều gập lại được nhá. Ba đèn trần. Ba đèn trần luôn. Đấy, khu vực máng nước này. Rồi, tiếp tục thì em sang bên đây và quay lốt cho các bác xem những khu vực cánh bên lái này. Như cánh bên lái của chiếc xe Captiva này. Da xịn hết đấy nhá các bác nhá. Hoàn toàn là da xịn đấy ạ. Ở chỗ này nữa này, cũng đều da xịn này. Bốn kính điện lên xuống nhẹ nhàng. Từ cái lòng trong, từ cái những cái vách cửa của xe còn rất là bóng đúng không ạ? Rất là bóng đẹp. Xe là tương đối gọn gàng và sạch sẽ rồi. Các bác mình yên tâm là và chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đấy, tiếp tục ạ. Mời các bác xem hết video nhé. Xem từ đầu đến đuôi video cho em. Được làm sao cảm nhận sâu và nét và rõ nhất về mẫu xe Captiva này. Đây, em quay chi tiết gửi tới các bác xem đây ạ. Hôm nay em nói nhiều quá cho nên là em cũng bị khan khan cổ một tí, các bác cũng thông cảm nhá. Đấy, cuối năm rồi mà dịch bệnh cũng tương đối là nhiều nhưng mà khách thì vẫn lúc nào cũng cứ đông, đặc biệt là nghe điện thoại. Tuy rằng là nhiều khách không đến xem xe được nhưng mà người ta cứ cọc đấy ạ, cọc xong là giao xe đấy ạ. Nhiều người cọc 1 triệu, nhiều người cọc 2 triệu, nhiều người cọc 3, 4 đến 10 triệu. Nhiều người người ta cọc gọi là để lấy niềm tin để đánh xe đi đấy mà. Đấy, như hôm nay thì bên em cũng nhận được
45 cọc liền rồi từ sáng giờ. Đấy. À, chi tiết phần khu vực nội thất để cậu bác nhà mình đón xem nhé. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Rồi, bây giờ là đến phần gầm này. Đây, gầm sàn của xe đây. Để nhựa bảo vệ dưới khu lốp của xe vẫn còn đẹp. Và gầm tiếp theo nhé. Gầm tiếp theo đây ạ. Đấy. Đấy là phần dưới gầm. Còn tiếp tục thì là đến phần khoang máy. Chi tiết phần khoang máy của chiếc xe Captiva mời các bác cùng đón xem. Đấy, máy đây nhá. Máy khô khan sạch sẽ. Về máy mẫu xe này các bác mình yên tâm, máy không có lỗi. Đấy. Máy rất là ngon. Máy số của mẫu này các bác nhìn mình yên tâm nhá. Máy số gầm bệ, gầm bệ thì chắc này, máy số ngon này. Đấy, mua về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi, nhưng cũng đã chia sẻ với các bác rồi đúng không ạ? Như vậy về chiếc xe Chevrolet Captiva 2009 số sàn, máy xăng 2.4 màu vàng cát này, biển Hà Nội này thì em cũng đã quay xong và giới thiệu đầy đủ thông tin chi tiết về mẫu xe này để cho các bác mình biết rồi nhá. Đấy, 4 phanh ABS này, để em chưa giới thiệu đúng không ạ? Các bác mình thực sự quan tâm, đang có tầm tiền hơn 200 triệu thì các bác nhà mình hãy alo gọi điện cho bên em. Em đọc lại số điện thoại nhá, là số 093 8586307 và 0389 000 555, hai số chính, hai số hotline của bên em đấy ạ. Và địa trên xe, địa chỉ thì các bác tới 166 Hồng Châu, em ở đối diện nhá, đối diện 166 Hồng Châu của thành phố Hải Dương. Vâng rồi, ok. Xin được cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của bên em. Các bác hãy nhớ ủng hộ kênh của bên em nhé. Em cảm ơn ạ.